Trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11, tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023, với sự tham gia của đại diện 49 dân tộc anh em đang sinh sống, lao động, học tập và làm việc trên địa bàn. Sự kiện nhằm cổ vũ các dân tộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp, cùng chung tay xây dựng và phát triển Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Của chúng ta và con cháu chúng ta, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Sau khi những lời dạy của Bác Hồ gửi, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 được tái hiện trên sân khấu. Thanh âm cồng chiêng vang lên cùng với điệu xoang truyền thống, hàng trăm nghệ nhân và diễn viên quần chúng của 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng nhau hát múa. Mỗi dân tộc mang đến mỗi màu sắc riêng, nhưng nguyện một lòng kết nghĩa với nhau, cùng chung sống hòa thuận trên mảnh đất Ba Gian đầy nắng gió. Đội cồng chiêng của huyện Ba Đắk múa xoan, cũng chế rượu mới, một con heo, đó là tiếp giúp vui đại đoàn kết của bản sắc của dân tộc chúng tôi hôm nay rất phấn khởi và rất vui. Cùng với các dân tộc tại địa phương, những cô gái Tày mang theo đàn tính và điệu hát then của dân tộc mình, góp vào sự đa dạng sắc màu, văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Thấy ngày hội văn hóa của các dân tộc thì sự đa dạng phong phú về các dân tộc được đang sinh sống trên địa bàn vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng rất là phong phú. Và sắc màu dân tộc thì rất là đẹp và đa dạng ạ. Nên mình được học hỏi rất là nhiều từ các cái văn hóa dân tộc khác ạ. Bên cạnh những chương trình nghệ thuật, nghi lễ, lễ hội, trình diễn trang phục truyền thống, ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk còn là dịp để các dân tộc giới thiệu các sản phẩm đặc sản, ẩm thực truyền thống. Mặc dù Esup là một vùng đất rất là khắc nghiệt, nhưng mà em muốn mang đến cho mọi người biết là sản phẩm của Esup là có gạo là rất là thơm và ngon và mong muốn mọi người được biết đến rất là nhiều. Với thành phần dân tộc nhiều nhất nước, Đắk Lắk được ví như một Việt Nam thu nhỏ. Và dù Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là anh em ruột thịt.